Dùng ong để phát hiện người nhiễm COVID-19, các nhà nghiên cứu Hà Lan đã huấn luyện những con ong vốn có khứu giác nhạy bén để xác định các mẫu bệnh phẩm bị nhiễm COVID-19, giúp rút ngắn thời gian xét nghiệm. Hãng tin Reuters ngày 7 tháng 5 đưa tin các nhà nghiên cứu Hà Lan đã huấn luyện những con ong vốn có khứu giác nhạy bén để xác định các mẫu bệnh phẩm bị nhiễm COVID-19. Nghiên cứu này được đánh giá là có thể giúp giảm bớt thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm COVID-19 xuống chỉ còn vài giây. Để huấn luyện ong, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm nghiên cứu thú y sinh học tại Đại học Wageningen, Hà Lan đã cho chúng uống nước có đường như một phần thưởng sau khi cho chúng tiếp xúc các mẫu bệnh phẩm bị nhiễm COVID-19. Các con ong sẽ không nhận được phần thưởng nào sau khi được cho tiếp xúc mẫu bệnh phẩm không bị nhiễm bệnh. Theo giáo sư Wim van der Weel, chuyên gia virus học tham gia dự án, khi đã quen với điều này, những con ong có thể tự kéo dài phần vòi để nhận phần thưởng khi được cho tiếp xúc với một mẫu bệnh phẩm nhiễm COVID-19. Chúng tôi thu gom những con ong mật bình thường từ người nuôi ong, sau đó bắt đầu đưa chúng vào công việc. Ngay sau khi đưa ra một mẫu bệnh phẩm nhiễm COVID-19, chúng tôi cũng cho chúng uống nước đường. Và những gì con ong làm là mở rộng vòi của mình để hút lấy nước đường, ông Van der Breel cho hay. Theo các nhà nghiên cứu, việc kéo dài chiếc vòi giống như ống hút của loài ong là hành động giúp xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây đại dịch COVID-19. Trong khi có thể phải mất đến hàng giờ hoặc vài ngày để có kết quả xét nghiệm COVID-19, thì phản hồi từ loài ong là ngay lập tức. Các nhà khoa học cho biết phương pháp này cũng không tốn kém nhiều chi phí, có thể sẽ hữu ích cho các quốc gia đang khan hiếm phương pháp xét nghiệm. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.